Anh em có biết giùm anh em tất cả những dịch vụ mà anh em đang cần đều đang nằm ở phần bình luận từ Free Fire, Roblox cho đến là Liên Quân, tất cả đều có đầy đủ hết nha. Còn chần chừ gì nữa mà chưa kiểm tra ngay phần bình luận để tận hưởng những ưu đãi mới nhất chỉ có tại kênh của mình nha anh em. Ok, hello anh em, xin chào anh em quay trở lại kênh channel của Starjin nha, và đó mình đây. Ok, thì video này chúng ta sẽ là tạm gác vụ khối đầu vòng bên và chúng ta sẽ có một số cái mà liên quan đến quà chúng ta sẽ nhận được trong phiên bản gọi là OB45 cũng như là sinh nhật phiên bản 7 tuổi nha. Để trong cái kênh stream test của mình đã có hé lộ và mình cũng đã có đề cập cho anh em xương xương qua về những cái phần quà mà chúng ta được nhận ở server Việt Nam đúng không? Thì ở bên server nước ngoài á thì chúng ta sẽ có một số phần quà mới và server Việt Nam không có nha. Và mình thấy là đa số server ngoài đều có mà không biết tại sao server Việt Nam lại không có luôn. Thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem là chúng ta có những gì nha. Và video này mình sẽ đề cập về những nội dung mà trong video bên kênh test mình chưa nói để cho anh em là có thể đề cập để có thể cập nhật thêm nha. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ có trong phần vũ khí á, nếu như mà anh em có để ý á, thì anh em sẽ thấy một điều là bên Gena họ âm thầm bí mật là vô điều kiện gì đó hoặc có lý do gì đó họ cho chúng ta hai khẩu skin, đó chính là M41 cánh cục Vago nha anh em. Nó hai khẩu này ngoại hình khác nhau, chỉ số khác nhau nhưng mà cái tên là giống nhau nha. Một khẩu là tăng một tốc bắn, một tầm xa và giảm tốc độ hay điện, và một khẩu là tăng một sát thương, một băng đạn và giảm tốc độ di chuyển. Thì theo bản thân mình đánh giá là khẩu này nó rất là ngon nha anh em, rất là ngon luôn á chứ không phải đơn giản đâu. Tại sao? Tại vì nó tự nhiên rồi nó cho chúng ta gọi là miễn phí. Thì cái này mình không biết là lý do tại sao nha. Đấy, để tới nơi qua nick phụ xem là như thế nào, chứ nick chính thì mình được cái hai khẩu này mình chưa biết làm gì luôn. Đấy, chưa biết làm gì luôn. Các bạn kia bạn mới bảo là anh ơi khẩu này Gena đưa vô thấy lạ quá, tôi kiếm mà tôi không thấy, nhưng mà bạn ấy gửi hình thì tôi mới để ý nên mà. Ok, thì anh em nào mà vô kiểm tra kho đồ thử xem, nếu mà có thì anh em hút vội, anh em lấy khẩu này anh em dùng luôn. Một tấc bắn không phải là chuyện chơi nha anh em. Ok, và bên cạnh đó thì trong cái phần vũ khí nâng cấp á thì bên gà gán họ cũng đã có gọi là cập nhật cho chúng ta, đó chính là một khẩu hai khẩu skin súng nâng cấp mới, một khẩu là G18 chinh phục, G18 chinh gì đó. Ok, thì tăng cho chúng ta một sát thương và một sát thương và cái gì đây, để thử xem, hai sát thương và một tốc bắn nha. Ở level 1 á thì chúng ta có là một sát thương và một tốc bắn là giảm đi hai tốc độ di chuyển. Ở level 2 chúng ta một sát thương, một tốc bắn và giảm một tốc độ di chuyển. Và level 3 thì sẽ có ngoại hình mới. Khẩu này thì tôi giống như là mấy cái khẩu súng đồ chơi của mấy cái đứa nít anh em. Thôi luôn, nghĩ sao cái súng to thế này cầm sao nổi anh em, để thử coi. Ôi giời ơi, cầm lên phát nhìn cái tay y chang như bị là thoái hóa luôn anh em à. Ok, và ở level 4 chúng ta có hiệu ứng trúng đạn nha. Chỉ số ở level 4 là ok lắm rồi. Hai sát thương một tốc bắn là hợp lý. Tại vì sao? Tại vì những khẩu bắn theo lọt á, bắn theo lọt một lần một lượt nhấp mà chúng ta bắn được bao nhiêu viên á thì nó không cần tốc độ bắn quá nhiều đâu anh em. Tại vì nó đâu có bắn được liên thanh đâu. Đấy, cho nên là những khẩu như thế này hai sát thương là hợp lý. Còn nếu mà hai xuyên giáp á, mà hai xuyên giáp một sát thương là còn hợp lý dữ nữa. Đấy, mà mình nghĩ là chắc không có đâu em, còn hai xuyên giáp một sát thương là khó lắm. Ở level 5 thì chúng ta có hiệu ứng tiêu diệt và cũng như là hiệu ứng bắn nha. Hiệu ứng tiêu diệt là một cái hình mã viên kim cương nổ tung. Hiệu ứng bắn thì nó cũng bình thường thôi, cái dòng súng nó phát sáng ra. Còn level 6 thì chúng ta có ngoại hình mới và mở khóa khả năng là gây thêm sát thương khi máu của địch khi máu của bạn lớn hơn kẻ thù. Vậy tức là mình phải nhấp cho địch nó bị mất hết miếng máu thì lúc đó sát thương của mình nó mới được là tính cái nội tại nha anh em. Tức là mỗi lần mà anh em đi chơi tử chiến mà ở giao đầu tiên á thì anh em cứ gọi là nhấp cho địch 9 viên đi, rồi những viên sau thì tự động Gena tính rồi à. Rồi level 7 thì chúng ta cũng bình thường thôi, nhưng mà có hiệu ứng gọi là hiệu ứng là cái gì ta, giống như cái máy chiếu vậy anh em. Đó, nó chiếu hình của một viên kim cương đấy. Hiệu ứng này thì mình thấy là đánh giá là khá là sáng tạo nha. Nên biết tại sao mà lại có hiệu ứng như thế này không, tại vì khẩu này nó cục ngắn à. Còn nếu mà cái khẩu mà dài hơn thế nữa thì không biết sao nha anh em. Ở level 7 thì chúng ta có hành động độc quyền, và hành động độc quyền này mình đánh giá là rất là ngầu và đéo theo kiểu là cao bồi anh em. Đây thì anh em có thể xem lại đấy, hình động giống y chang hành động thần sư đối thượng luôn, và nó có thêm cái hiệu ứng là quay tay nữa, đâu lộn quay súng anh em à. Đấy, hiệu ứng là quay súng trên tay nha. Ok, thì đó là khẩu G18 chinh phục. Và tiếp theo là khẩu ba cà phê cuồng long, chúng ta có là một sát thương một tốc độ bắn ở level 1 và giảm đi hai tốc độ di chuyển.
Khẩu này ở level 1 thì mình thấy nó cũng bình thường thôi, nó cũng không có gì đặc biệt. Ở level 2 chúng ta có thông báo giết đặc biệt nè, để mọi di chuyển chúng ta thì được tăng lên level 1. Và tới ở level 3 thì chúng ta có ngoại hình mới. Ngoại hình mới thì nó có cái hình như giống như cái biểu tượng của sinh nhật FIFA 7 tuổi dưới đây hay sao á, nhìn nó giống giống rồi. Mà ở level 4 thì chúng ta có là một sát thương và hai tốc độ bắn. Wow, khẩu này hơi bị đỉnh nha, hai tốc bắn mà không phải dàn dừa đâu nha anh em, bắn như hách luôn. Ở level 5 thì chúng ta có gì? Chúng ta sẽ có chính là hiệu ứng bắn và cũng như hiệu ứng tiêu diệt nha. Hiệu ứng bắn thì chúng ta sẽ có thêm một cái tia tia đạn nhìn nó hơi ảo ảo. Là hiệu ứng tiêu diệt thì có một con gồng nó siêu thoát đấy. Ở level 6 thì chúng ta y chang như là một cái đầu gồng luôn em. Đấy, cầm điện thoại chuột chuột đầu gồng đó anh em. Cái này thì mình đánh giá là không được to cho lắm, mặc dù ở level 6 nha. Còn ở level 7 á thì chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có level 7 là một cái hiệu ứng xuất hiện, và mình chưa biết là hiệu ứng xuất hiện này có tồn tại liên tục hay không, hay là qua OB thì nó cập nhật lại. Nhưng mà skin súc này theo mình đánh giá là nó không được to thật sự luôn. Rồi con gồng nó chui ngang đây rồi, tại đâu rồi, sao sao nhét cái tay vô đây được mà bóp cò anh em, bóp bóp giấy con gồng à? Phải không trời? Ôi rồi này, bóp bóp giấy con gồng thì có chứ, bóp bóp cò cái gì. Ok, và chúng ta sẽ có level 7 là một cái hành động đặc quyền, và hành động đặc quyền này nó sẽ là nhanh nhanh hơn khẩu G18 nha, và mình thấy là không được ngon cho lắm, cho nên là cái hành động này thì anh em chỉ nên lấy ở level 4 thôi, anh em không nên nâng level 7 làm gì đâu, trừ khi là anh em là người có tiền nha. Ok, và tiếp theo là về phần gọi là thay đổi chỉ số súng á, thì mình phát hiện ra là có một số skin súng nó không cho chúng ta thay đổi này, mà ví dụ như là skin lựu đạn và skin búa keo. Nó mặc dù đây là nằm trong phần vũ khí nhưng mà nó không có chỉ số, và tất nhiên rồi, không có chỉ số thì tất nhiên là sẽ không có cái là để cho chúng ta có thể thay đổi chỉ số được anh em. Mà đó, và anh em bắt buộc là em phải có những cái skin súng và ít nhất là hai skin súng để cho nó xuất hiện cái phần đó chính là cái phần sử dụng vũ khí nha. Thì mình cũng phát hiện ra một điều luôn, đó chính là Gana sẽ không cho chúng ta sử dụng gọi là skin mặc định để mà thay đổi chỉ số súng đó. Thì anh em thử tưởng tượng đi, skin mặc định mà nó bắn nhanh, nó bắn gọi là hai tốc bắn thì thứ nào chịu nổi đúng không? Cho nên là đó là điều bất khả thi, thì mình nghĩ là cái này cũng đúng thôi chứ không phải là sai đâu anh em. Cho nên là đây là một trong những thứ cập nhật mà mình đánh giá là rất đáng tiền ở V45 nha. Ok, và hiện tại mình đang có mặt tại server anh em của gọi là server Việt Nam, đó chính là server Indonesia đây. Mà thì bên server này có gì đặc biệt mà mình lại ghé qua server này? Thì bên đây á thì không chỉ mà Gana cho chúng ta ba món như server Việt Nam, như là skin keo, skin súng và cái bộ đồ. Skin súng đây thì chúng ta có là tăng hai băng đạn và một xuyên giáp và giảm đi tốc độ đạn. Đây là một skin súng tương đối mạnh anh em, tương đối mạnh, tại vì cái skin AC80 nó đã có xuyên giáp sẵn rồi, nay đã có thêm xuyên giáp thì nhưng mà hổ mọc kim cánh nữa mà. Và đây là skin súng free và mình đánh giá là rất đáng tiền nha. Và chúng ta sẽ có thêm một cái gì, một cái kỹ năng đa sắc bảo cuồng của coi như nhật Skyler đây mà. Đấy, ôi rồi ôi vai server Việt Nam tại sao không có skin, không có này ta, phải nồi á. Nếu mà có cái này ở bên server Việt Nam chắc anh em xài nó hơi bị lậm luôn á. Rồi chắc chắn với anh em luôn, nếu mà server Việt Nam không phát miễn phí thì thế nào cũng đưa vô cho anh em gọi là trong shop quyền bí hoặc là trong những cái sự kiện như là bánh xe nhân phẩm, nhưng mà cho anh em mua xài ngày á chứ không phải là mua xài vĩnh viễn đâu nha anh em. Cái này mình nghi lắm anh em à. Ok, và tiếp theo mình đã có mặt tại server là hàng láng giềng của server Việt Nam chứ không phải là người anh em nữa anh em à. Và server này cũng y chang vậy luôn, thì họ cũng tặng cho chúng ta một cái kỹ năng đa sắc của Skiller nhưng mà là phần thưởng chính nha anh em. Bên đây thì mình không biết là có skin súng, ở không biết có bộ đồ hay không, nhưng mà trong cái phần banner mà lại thấy có, ở đây có một cái mặt đó chính là mặt cuồng hỏa. Mặt này có một cái hiệu ứng trông khá là cute, và chúng ta có skin súng AC80 đó nè, và một cái binh bên server Việt Nam cũng tặng cho chúng ta cái binh, và skin bông keo thì nó nằm trong cái hộp. Cái hộp này thì bên server Việt Nam chúng ta cũng có đấy. Và bên phần sự kiện á, thì chúng ta sẽ có vẫn có cái banner của cái skin, vẫn có banner của gọi là cái bộ đồ nha anh em. Và mình nghĩ là bộ đồ bên đây thì họ sẽ cho nó vô cái phần quy đổi á đấy, cho nên là chỉ có server Việt Nam chúng ta là không có cho chúng ta cái kỹ năng đa sắc của Skiller thôi, nhưng mà đổi lại thì server Việt Nam chúng ta có bộ trang phục mà server nào cũng có. Ok, nó lạ vậy đó anh em. Ok, và đó là một số thông tin muốn cập nhật nhanh cho anh em trong video này, thì hy vọng là sau video này thì nên sẽ có góc nhìn đa bao quát hơn về cái OB mới này nha. Đó thì gần như là đã full luôn những thứ mà có trong OB mới này rồi. Ok, cảm ơn em có nhiều, vì đã theo dõi của mình nha. Nếu thấy video mình hay đừng quên cho mình làm đăng ký kênh nha anh em. Bây giờ thì bye anh em, chúc anh em ngày mới vẻ và hẹn anh em vào video tiếp theo. Bye bye.